Hello nha anh em. Chào mừng cô chú bác, anh chị em ghé thăm kênh và mua hàng ủng hộ Thanh nha. Thanh chúc anh chị em và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Hôm nay Thanh có một số đồ Nhật Bãi giới thiệu đến cô chú bác anh em. Cô chú bác anh em có chốt hàng hãy nhắn tin cho Thanh qua số điện thoại 0357 950404. Anh em cô chú bác lưu ý là giá trên chưa bao gồm phí ship hàng. Còn cô chú bác anh chị em nào chuyển khoản trước 100% thì mình bao ship. Rồi mình sẽ vô mã sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay ha. Nó mình bán là mã G nha anh em cô chú. Rồi mình lên mã G1 là một cây búa đa năng ha. Cái này hôm trước mình có bán một cây. Cái này thì nó cũ hơn cây bữa mình bán nha anh em. Nó hơi cũ hơn, nó hơi hơi xét hơn nè. Nhưng mà cái cây này nó ở đây nó không có đóng cái chữ chữ Tây Quan hay các em, không có đóng cái chữ Đài Loan ở đây. Mấy cái kia thì nó có ha. Này cái này nó không có đóng. Chỉ có đóng US ở đây thôi. Như vậy nó sao không biết làm sao nó quên đóng rồi sao nha anh em. Mình không hiểu ha. Cũng giống hệt cái kia thôi. Đó. Cái này chiều dài của nó là 2,5 tấc ha, 25 cm. Cái này nó hơi gỉ sét hơn mấy cây bữa mình bán ha. Nó dính gì nè, chưa có vệ sinh ra nè. Này mình chỉ vệ sinh sơ sơ thôi nha anh em. Rồi cái này mình bán là 220 ha. Rồi mình lên mã G2 cũng là một cây giống cây đó mà cái này còn đẹp hơn. Này cái này nè, cái này nó có đóng cái chữ ở đây nè. Anh em cô chú thấy không? Rồi, để mình quay hai cây cho anh em cô chú dễ nhìn. Cái này nó tuột này ra. Đó, thấy không? Thấy không? Cái này cũng có đóng thêm. Bên đây cũng vậy ha. Đó. Giống cái kia mà cái này còn mới hơn nha anh em. Cái này còn mới chát. Nhưng mà cái này nó có đóng chữ Tây Quan, còn cái kia không có đóng chữ Tây Quan, nó vậy thôi. Cái này là mình bán 240 ha. 240 mã G2. G1 là 202, G2 là 240. Lên tiếp mã G3 là một cây vít đóng của Vietcell. Cái này cũ nha nè. Nó hơi cũ. Tao đóng cũng nhiều hơn cái dấu búa ha. Cái mũi này là không phải zin của nó nha nè, mình lụm ở ngoài bãi mình bỏ vô thêm ha. Cái này còn vô ra ok ha. Rồi, cái này mình bán là 450 ha anh em cô chú. Mã G3 bán 450 ha. Mình lên tiếp mã G4. Là một cây mỏ lết size 1,5 tấc. Này của Gisuke ha, nó gì để vậy đó. Cái này cái thấy nó cũng còn đẹp nha nè.
Rồi cây 1,5 tấc này mình bán là 130.000 nha anh cô chú. 130. Nên mở G5 là một cây mỏ lết 2 tấc của Mitsu. Của Mitsubishi ý của Toyota. Cái này hơi cũ nha anh cô chú. Mấy hàng bãi thì anh em nhiều khi nó cũng phải cũ cũ cũng chăm chế nha anh em. Chứ đòi đẹp đẹp hoài kiếm không có ra nha anh em. Nó cũng hơi ở đây nó hơi gỉ nè, thấy không? Đó. Nó cũng vậy. Nó cũng hơi có chạy ha. À, cái này mình bán là 100 ngàn ha anh em. 100 ngàn mã G5. Cây size 2 tấc. Mình lên tiếp mã G6 là cây size cũng 2 tấc luôn ha anh em. Cái này của Lotte ha. Đó. 2 tấc của Lotte. Cái này cũng còn tương đối được. Hay có chạy đây nè ha. Đó. Này vô ra là ngon lành. Rồi cái này là mã G6 mình bán 180. Mình lên tiếp mã G7 là một cái cờ lê đa năng. Cái này nó mở từ mở cái này ra cho nên dễ nhìn, thì nó có lợi có xét cái gì cũng nhìn thấy ha. Cái này cũng mình cũng bán mấy cây ha. Nó để là từ 21 đến 35 mm. Cái này còn còn cũng đẹp, đẹp hơn mấy cây bữa mình bán. Rồi cái này mình bán là 250 ha, G7 cái này nè, nó thâu vô được vậy nè, đó. Thâu vô nhỏ bung nó ra nè. Cái này để trong xe đồ mở miếng ốc văn nghệ đồ chơi anh em, chứ làm mà đồ lớn thì đúng là cái này cũng không ngon tại vì nó cũng hơi ngắn. Rồi cái này mình bán là 250 ha, mã G7. Mình lên tiếp mã G8 là một cây cắt ống. Mấy cái này không phải mình bán trần thân, bán chậm anh em ơi chú. Nên mình xả luôn ha. Mấy cái này bán là lỗ luôn. Sợ mấy cái này quá trời sợ. Này từ 3 đến 30 mm ha. Cái này nó chỉ để vậy thôi, nó không có để thương hiệu gì hết trơn đâu. Chỉ để vậy thôi. Cái này cắt ống, cái này cái lưỡi nó nằm dưới. Đấy, trên thì nằm trên, cái đầu này thì nằm trên. Lưỡi cũng còn được, không có mẻ. Rồi cái này mình bán giá 170.000 nha anh em cô chú. Mình thấy cái này nó không có đóng chữ ra băng ha. Nó có còn cái dao để gọt đó thế này. Rồi 170.000. Mã G8 lên gặp mã G9 cũng là một cây cắt ống, cái này bị lớn ha. Cái này nặng. Cái này nặng 900 gram mấy anh em, gần ký lô cây này, thấy vậy đó. Cái này nó để là USA ha. Cái chữ này nó mờ mình không nhìn rõ. Ở đây nó mất cái lưỡi dao nhỏ đây nha anh em, cái này ha.
này có cái nó có cơ cấu nhanh này. Mình không có cái ống sắt, mình có mình cắt thử cho anh em cô chú coi. Cái này cái lưỡi còn bén anh em. Rồi cái này mình bán là 200 ha. Cái này nó ngàm nó lớn, để mình coi cái ngàm mở hết coi nó được nhiêu. Sáu mươi, trên 60 chút anh nè, hơn 60 chút. Nó cắt chắc cỡ từ 6 ly tới 60 của mình ha. Rồi cái này mình bán là 200 ha. Lưu ý nha anh em cô chú, nó mất cái dao chỗ này ha. Cái này nó nặng gần 1 kg, 900 g. Lên tiếp mã G10 là hai cái móc này nó cũng thuộc dạng lớn anh em. Một cây để mình đo coi, một cây là dài nó là từ đầu tới đây là một một tấc đó nha anh em. Hơn cái móc này tôi ghi là số 2, đây là chữ S ha. Lấy cái này nó nhìn nó chắc cú gì đâu, anh em có xài gì xài. Cái này nó hít yếu lắm, nó hít yếu xìu, nó không có hít mạnh, nó giống như inox rồi anh em. Rồi cái móc này hai cái là mình bán 160 anh em, hai cái 160 ha. Mình có được 4 cái, mua 5 cái mình cũng không có. Rồi ha, hai cây này là 160, mình có được 4 cây, 4 cái. Mình lên tiếp mã. Cái này nó để ở dưới này chết luôn, ở dưới mấy cái kia. Mình lên tiếp mã G11, một cây cái kìm bấm anh em. Kìm bấm kiểu này bấm nó giữ gỗ giữ gì thôi đó. Nó gì cái này thì nó rộng, nó bự. Cái này nó để là 18R ha. Tình trạng thì nó cũng cũ nhưng mà nó cũng còn tương đối ha. 14R. Cái này mình không có thời gian vệ sinh luôn anh em, mình chỉ vệ sinh sơ sơ thôi. Cái này anh em là muốn đẹp về vệ sinh kỹ lại chút là nó còn đẹp. Cái này nó hơi gỉ sét ha, hai bên luôn ha. Nên nó đóng là 18R ha anh em. Đây, nó kẹp. Kẹp. Khoan, để mình nó hình như nó có dính. Dính cái bon hàng trên đây chút, mình để mình quay cho anh em cô chú thấy để mất công. Đây nè ha, trên đây hình như cũng dính chút ha, nên ta kẹp nó hàng cái gì nó dính đó này cô chú thấy không. Đó, ở đây chút, ở đây miếng ha, bên đây không có ha. Cái này có nó nặng như cái này, nó nặng 1,2 kg nha anh em cô chú, thấy gì mà nó nặng ghê. Wow, cái này dài dữ vậy trời.
Cái này chiều dài là 44 năm nha anh em cô chú. 4 tấc 4 ha. 4 tấc 4. À, cái này mình bán là 570 nha anh em cô chú. 570. Cái này là của YZ của Mỹ ha. Đó. Mình bán cái này là giá 570. Mã của nó là G11. Mình lên tiếp mã G12. Một cái kìm. Kìm là kìm kìm bấm, nó có hình con cua ha. Cái này thì bung ra nó hơi, nó hơi có khi nó bung, có khi nó hơi cứng ra anh em. Giờ vô dầu mỡ rồi ha. Đó. Mình bán giá mềm cho anh em ha. Cái này thường thường cho nó đen thui vậy không biết sao. Cái này răng ở đây nó hơi hơi mẻ nha anh em ha, mình thấy vậy. Răng ở đây nó cũng có hơi cứng. Ở cái này mình bán giá là 230.000 nha anh em cô chú. 230.000 mã G12. Cái này ra vô như có khi nó hơi nặng tay nha anh em cô chú nghe mình nói để mua về khi không xài không dễ ha. Nó khó tại vì hàng cũ mà, khi mà mình mua ngoài bãi nó cái mình nghĩ về vệ sinh là nó ngon lành, bấm bấm gì là có khi nó bung có khi nó không bung nè đó, nhưng mà bây giờ nó bung mình cũng không hiểu, lâu lâu nó không bung. Rồi cái này mình bán là 230.000 ha. Mình lên tiếp mã G13, cũng là một cái kìm, kìm của con cua luôn ha. Đó, nó sáng sủa đẹp nè. Cũng cái chạy sơ sơ nha anh em cô chú ha. Này, biết sao nó nhìn ta mài mài đây hay sao không hiểu. Rồi cái này là mã G13, cái kìm bấm con cua này ha. Cái này nó còn còn sáng đẹp. Cái này mình bán 400 ha anh em. 400 mã G13. Mình lên tiếp mã G14. Một cái kìm bấm của Engineer. Cái này thì gỉ ra thôi. Nó không có cái chua bấm. Cái này thì tình trạng còn còn đẹp ha. Đấy là CRMO. Cái này của Engineer ha. Đó. BZ65. Rồi cái này là mình bán 350 nha anh em cô chú. 350 ha. Chuyển khoản bao ship ha anh em cô chú. Lên tiếp mã G15. Này cái dụng cụ giống như nhà bếp hay cái này để quay trứng hay sao mình cũng không rõ. Đó. 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 Cô chú thấy không? Nó hai cái bánh xe đây quay cái miếng này đã bằng inox. Còn cái dưới là không phải inox nè. Miếng này không có hít 500. Cái này hít 500. Cái này không hít 500. Cục này là cái tay quay này hết 500 ha. Đó. Cái này là bằng sắt, cái này thì nó hết yếu rồi.
Còn cái cục này là không phải sắt. Cái này là mình chưa có vệ sinh nha anh em cô chú. Chị em cô chú nào mua về thì nhớ vệ sinh lại ha. Cái chiều dài hết trơn nó là 26 năm. 26 năm. Xin tôi có xả đồ inox ra cái lửa, ngồi lửa được hai món này nè. Rồi cái này mình bán 160 anh em cô chú, mã G15 160, mình có hai cái ha. 160 một cây này nè. À, mình được hai cây ha, mình có hai cây cũng giống hệt nhau. Đó. Mình lên tiếp mã G16 là một cây. Cái này mình cũng chưa vệ sinh nha anh em cô chú. Mấy cái này mình tại vì nó rửa xà bông mình không có thời gian, mình toàn là bỏ vô dầu mình rửa. Mà cái này kiểu mà làm dụng cụ nhà bếp mình không có bỏ dầu mình rửa được, cho nên mình không có vệ sinh. Cái này chiều dài là 18 này, để ép bỏ gì vô đây ép nè ha, mình không không rõ anh em cô chú nào biết thì chốt. Ép ép cái gì, ép ép hành, ép tỏi gì, ép tiêu gì ha. Rồi cái này là mình để mình đo cái đường kính nó, rồi đo nó bao nhiêu. Cái này 3 3 phân rưỡi, cái đường kính là 3 phân rưỡi nha anh em ha. Đường kính 3 phân rưỡi, đường kính của cái muỗng này nè. Chiều dài là 17 năm, là 18 18 ha. Rồi cái này mình bán 150, 150 ngàn ha anh em cô chú. Rồi mình lên mã G17 là hai cây. Cái này để múc kem múc gì nè ha. Cái này mình cũng chưa vệ sinh luôn nha anh em. Mấy đồ này mình không có vệ sinh. Cái này anh em cô chú về vệ sinh là sạch sẽ là đẹp lại ha. Chưa có chùi rửa gì hết. Rồi hai cây này là mình bán một cặp nha anh em. Hai cây này mình bán là 250 ha. 250 một cặp này, 250. Rồi mình lên tiếp mã G18. Một cây cái uống sắt ha anh em. Cái này là lớn. Cái này nó lớn hơn mấy cây bữa mình bán nhiều lắm nha. Cái này mình thấy có đóng chữ là USA nha anh em cô chú. Ha. Để mình coi cái này nó nặng nhiều. Cái này thì nó nặng. Cái này nó nặng 1 kg. 1 kg 6. Rồi cái này thấy gì nặng dữ. Nó có đóng số ha, số 12 để mình đo cái này coi nó nhiêu ha. Kéo nó ra gì để đo. Chiều dài là 5, mình để như vậy nè đó. Để như vậy mình đo nè. Từ chỗ này với tới đây ha. Tới chỗ cái ngón tay mình nè, là 5 53 cm, 5 tấc 3 ha. Cái này là để bẻ sắt nha anh cô chú. Bẻ sắt ha. Đó. Cái này nó bẻ đó, coi nó bẻ tuốt dưới đây luôn ha. Đó cái cây nó bẻ quẹo qua đây luôn. Đó. Cái này nó có để là nó bẻ tới sắt, để tới là 12 mm thôi nè, mình nghĩ nó bẻ được sắt 12 hay sao ha.
Cái này là mình bán là 650 nha cô chú, 650 ngàn, chuyển khoản trước mình bao ship ha. Đó, cái này nó hơi, chỗ này nó hơi chạy chút xíu nha nè cô chú đó ha. Nè chỗ này ha, nè cô chú xem kỹ ha, và nghe mình nói kỹ ha, để khi cái hàng mình đã qua sử dụng mình mua về cái khi mình không hài lòng ha, thì hàng cũ thì hàng bãi nên cô chú mua khi phải châm chế chút đỉnh mới được nên cô chú, chứ đòi mà nó còn ngon còn đẹp là đúng là kiếm không ra ha. Coi đây cái có đóng chữ gì đây đó. Rồi cái này là mã là G18 anh cô chú, bán là 650 ha, 650 ngàn. Mình lên tiếp mã G19 là một cái kìm mổ quạ, cái này là 2,5 tấc, cái này cũ nha nè cô chú, nó hơi cũ ha, vỏ thì sao bể nè ha. À, nó có cấn đây miếng nha anh em, cái này của Lotte ha. Cái này cái vỏ cấn tùm lum nha anh em ha, xấu ha. Rồi cái này mình bán là 130 ngàn, cây kìm mổ quạ của Lotte dài 2,5 tấc. Cái mã của nó là G19 anh em cô chú. Rồi mình lên tiếp mã G20 là bán ba cái món này cho anh em sử dụng gia đình, giá hữu nghị ha. Rồi một cái cưa, cưa sắt, đó cái này nó không có đóng chữ ra băng nha anh em, nó chỉ đóng chữ như vậy thôi. Cái này lưỡi cưa này mình tháo ra, tháo ra gắn vô đây được ha. Cái cưa, một cái kìm, của Lotte, cái này là chiều dài là chắc 20 ha, cái nó tên là chiều dài 20 ha, tại vì cái này nó có nhiều nhiều size cho nên mình phải đo nha anh em, tại vì khi anh em nhìn qua màn hình đó thấy nó khác, cái này mới dính dơ nè ha, dính gỉ chút đỉnh ha. Đó cái cưa, cái kìm với lại cái này để cắt gạch men, cắt kiến rồi nè anh em, thấy nó nhỏ vậy chứ mình muốn cắt mấy cái gạch men hay gì có cái này tiện lắm nha anh em, gạch gạch nó bằng cái mũi dưới đây nè. Rồi ba cái này, là mình bán 180 ngàn nha anh em cô chú, để cho anh em sử dụng gia đình chơi, 180 ngàn ba món, mã của nó là G20 ha, 180. Mình lên tiếp mã G21 là một cái kéo, kéo cành nha anh em, cái này là cán trắng cán đỏ, cái này mình mua về bãi là người ta đã vệ sinh vậy, mình thấy nó cũng bén. Cái này bén, cái này bãi người ta mà người ta bỏ vô cái máy cước người ta vệ sinh vậy đó nghe anh em, mình lựa được có một cây này, cái này dài là
là 20. Dài 21 ha. Cái này là size trung bình, lớn lớn, dài 21. Cái lưỡi này mình thấy nó không đẹp, không, nó hơi cong cong, người ta mà ta vệ sinh không biết cách làm sao nè, mình thấy không, chứ mình thấy không có dấu mài này, người ta vệ sinh là như nó hơi bên đây nè, hơi hơi nặng tay quá hay sao ha, mình thấy vậy, chứ bên đây thì nó còn còn đó. Chiếc cây này thường thường là mình bán giá cao hơn giá này nha anh em, nhưng mà tại vì mình thấy tình trạng nó vậy nè, tại vệ sinh hơn, cái lưỡi nó không có, nó không có thẳng, cái này nó vệ sinh mạnh tay quá hay sao, nhưng mà cái này nó bén nha nè. Ở cái này mình bán là 320.000 ha, mã G21 320. Lên mã G22 cũng là một cái kéo. Cái này thì nó mất cái vỏ, cái này với cái này là một thứ nha anh em. Đó. Mà tại cái này cái vỏ nó cũ quá, mình cắt nó ra thôi. Ha, đó. Cái này thì cái này mình về mình chỉ vệ sinh sơ thôi. Mình nhiều khi cũng không có mài mấy cái kéo này. Cái này là mình vệ sinh sơ thôi nha anh em ha, về anh em nào biết về mài lại mới xài được ha, chứ mua về mấy cái kéo cũ mà nhiều khi anh em không có chiên không có biết thì cũng đừng nên mua nha anh em, mua về khi xài không ngon, cái này không bén ha, mài về mài lại là xài ngon, chứ bây giờ hiện tại là mình thấy nó không được bén nha anh em. À, cái này mình bán là 340 nha anh em cô chú. 340. Cây mã G22 340. Lên tiếp mã G23 là một cây kìm phe của Super. Cái này chiều dài là 2,5 tấc. 2,5 tấc. Nó hình dạng nó vậy đó. Cái này mở mấy cái phe nhỏ không có được nha anh em cô chú. Tại vì hai cái khoảng này nè, mình thấy nó cũng xa. Mấy ly à? Cũng 5-6 ly à. Hai cái khoảng này ha. Hai cái khoảng này nó cũng hơi xa nè. Cái thước của mình đâu mất tiêu không biết. Mình đo cho anh em cô chú coi. 6 ly. Anh em ha. Cái khoảng này nó 6 ly nè, cho nên khi mà mấy cái phe mà nó dưới 6 ly là mình không có mở được ha. Rồi, cái này mình bán là 270 ha, mã là G23. 270. Mình lên tiếp mã G24. Một cây, cái này giống như dạng cờ lê. Kén sao nó cũ nha anh em cô chú. Nè, ha. Cũ. Đó, nó bị khờ vòng vòng đây ha. Nó dính gì. Đây người ta có khắc cái chữ gì vô đây mình cũng không rõ đó. Nó chá cái đèn anh em cô chú thông cảm ha.
Rồi cái này mình bán là 320 nha anh em cô chú. 320.000. Cái này chiều dài của nó là 27. 2 tấc 7 ha. Mình lên tiếp mã G25 là một cây vít xây cán nhựa. Cái này của Vietcell ha. Cái này cũng đảo chiều ha anh em. Vô ra. Vô. Ra. Đó, stop, đứng lại ha. Đây. Cái này là cái mũi mũi ba ke, ở trong đây mình có thêm một cái mũi do với một cái mũi trừ nha anh em cô chú. Trong đây có cái lò xo ha. Ở trong đây. Do cái mũi trừ trong đây ha. Bữa mình bán cho anh kia mà mình vệ sinh xong mà mình không có để cái mũi trừ vô cho ảnh mà không gài. Đợi cho ảnh có chốt được thêm cái gì mình gửi cho ảnh. Mà không gài chưa anh em, không lẽ có cái mũi không gửi thì đúng là nó cũng phí ha. Rồi cái này mình bán 160.000 nha anh em cô chú. 160.000 cây vít xây. Cái này bung gan vậy là 27 ha. Bung ra hết vậy là 27 từ mũi tới tới cái chót này. Mình lên tiếp mã G27 cũng là một cây vít xây, cây này là cán gỗ. Cái này của Vietcell luôn nha anh em cô chú. Cán gỗ ha. Cái này là size nhỏ, nó có tới 3 size, có cái lớn hơn nữa nha anh em. Cái này anh em về xài cẩn thận, nó bung ra mình thấy mạnh lắm đó nha. Cái này cũng đảo chiều ha. Cũng đảo chiều giống cái kia thôi. Đó, lên xuống, vô ra. Cái này nó có hơi gỉ nha anh em. Ở này cái cán nè. Cái nó cũng bị cấn móp móp nhiều chỗ ha. Cái hàng cũ thì nhiều khi nó vậy nha anh em cô chú. Anh cô chú nhớ nghe mình nói ha. Nhiều khi mình mua hàng cũ cũng phải châm chế chút đỉnh mới được ha. Rồi cái này là nó có cái mũi như này thôi. Mũi với mũi ba ke vậy thôi nha anh em, chứ nó không có theo cái mũi cua theo ha. Rồi cái này là mình bán 200 nha. Mã G27. Rồi mình nhảy. Mình xin lỗi, mình lên tiếp cái mã G26 ha. Cái này thì không có phá lại được. Nó vậy nên anh em, nó không có gài phá lại giống cái cây kia được. Nó đấy là nô 145 Tokyo Nippon ha, nó để vậy ha. Đó. Cái này thì cái cán nó mình thấy bằng gỗ. Gỗ mà nó sơn lên hay sao giống vậy anh em. Mình thấy gỗ nó sơn lên hay sao. Nè. Cái này thì cũng đảo chiều ha. Nhưng mà nó không có khóa lại được. Rồi cái này mình bán là 160.000 nha anh em cô chú. Mã là G26. Mình lên tiếp mã G28 cũng là một cây vít xây. Cái này thì size lớn hơn cái kia. Cái này bung ra vậy để mình đo hết trơn nó là nhiêu. Bung ra hết bung ra vậy là đo là 5 tấc nha anh em cô chú. Từ mũi tới chót cán là 5 tấc bung ra vậy ha. Cái này cũng đảo chiều bình thường ha. Đó. Rồi, cây quay để bung ra quay cái cây này sơ cho anh em vừa. Cái này cán gỗ, cái cán cây này mình thấy cũng còn khá. Trên đây nó có hơi gỉ ha. Rồi cây này là mình bán
260.000 nha anh em cô chú. Mã là G28 260. Chuyển khoản mình bao ship ha. Rồi bây giờ rồi mình lên tiếp mã G29, một cây ban me, cái này nó cũng có gỉ sét nha anh em đó. Cái thì nó có cái hàng số vậy nè, cái này cái đầu này nhọn anh em, đầu trên đây thì nó giống như đầu dít vậy đó. Ha, đó này cô chú thấy không, mình không biết người ta xài chiên cái gì, người nào biết thì chốt ha. Đó, ha. Nè, giờ dặn vô tới đây từ từ thôi nha anh em. Cho nó kêu. Đó, nó kêu tập 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 tập. Nó trùng với điểm không ha, là cái này cũng 4 4 số 0 luôn ha anh em cô chú. Đó. Đấy là NSK Saban ha. Rồi nó vậy đó. Lúc này thì gài lại cứng thôi. Xả ra mới dặn được nha anh em đó, xả ra lỏng. Anh em cô chú xài nhớ nhớ coi chừng con ốc này, nó dễ rớt mất lắm ha, mất cái này là cũng mất giá trị của cây thước. Rồi cái này là mình bán 300 nha anh em cô chú, 300 ha. Mã của nó là G29, chuyển khoản trước mình bao tiếp ha. Mình lên tiếp mã G30, một cây thước kẹp. Cái này mấy cái số ở đây nó hơi mờ nha nè, đó. Lưỡi khích ha. Cái này là chiều dài, chiều dài là một tấc rưỡi, một tấc rưỡi ha anh em cô chú. Mitutoyo rồi nó. À, cái này mình bán giá là 440 ha, nó có luôn cái hộp này nha anh em cô chú, 440 thì tình trạng nó cũng cũng cũ nha anh em cô chú, nhưng mà còn xài ngon ha. 440 chiều dài là một tấc rưỡi. Mình lên tiếp mã G31 là ba món nha anh em cô chú, hai cây xẻng với một cây cào. Thì mình bán chung vậy đi anh em ơi, chứ nhiều khi để gói quá trời mất thời gian. Cái này chiều dài là 3 tấc. Cái này nó có cái hình hình con chuồn chuồn ở đây nè. Cái trái đèn anh em cô chú.
Để gì đó, đó, đó. Coi. Cái này là nó inox mà kiểu nó hít nha anh em. Bỏ 500 vô nó hít chứ không phải nó không hít. Một cây. Cái này thì nhỏ hơn cây kia chút ha. Đó. Cái này thì nó có hai cái trái này, nó để những cái gì đó. Cái này nhỏ hơn cái này, ngắn hơn luôn nha anh em, ngắn hơn khoảng khoảng 1 phân rưỡi. Hai cây này với một cây cào này, cái này cũng không phải inox luôn, cũng vẫn để 500 vô hết. Cào này mình chưa vệ sinh nó, người ta dán tem nó chóc vậy. Mình đo chiều dài của cái cây này coi nó bao nhiêu. Chiều dài là 30 3 tấc ha. Cái cây cào này, cây này cào đất gì đó ha. Rồi cái cào cái guốc này gì này dưới hai cái cây này là mình bán 300 ha. Mã G31 300 ngàn nha anh cô chú. Cái này bán văn nghệ chơi chứ có lời gì mấy cái đó anh em cô chú ơi. Cái này là mã G32. Cái này bấm kịp bấm code ha. Cũng hơi cũ. Hơi cũ nha nè. Đó. Rồi, cái này mình bán là 120. Kìm bấm code mã G32. Mình lên tiếp mã G33, một cái cờ lê. Cờ lê này lạ quá. Cái này đúng là mình không có gặp một cây thứ hai luôn, không biết đi kiếm. Không có nha nè. Cái này nó nặng 800 g. 800 mấy 900 g. Cái này là bữa mình có bán rồi mà giao dịch không thành công nha anh em cô chú. Bữa nay mình đăng mình bán lại ha. Cái này chiều dài của nó là 31. 3 tấc mốt cho anh em cô chú. 3 tấc mốt. Cái này nó để là 22 tới 26 nè. Cái này cái dạng giống như cờ lê vậy đó nè, mình nghĩ vậy ha. Chứ mình cũng ít gặp cái này. Nó gì nè. Nó để vô gì. Có con ốc mình để vô mình mới cảm giác là mình siết vô được ha. Cho đây thì cái đặt cái nó tròn thôi. Cái này làm đơn giản vậy. Cái này nó không có đóng chữ nhật chữ gì hết trơn nha anh em cô chú. Nó cứ đóng như vậy thôi. 819 804. Đó để như vậy thôi ha. Rồi, cái này là mình bán 400 nha anh em cô chú. Mã của nó là G33. 400 cây cờ lê lạ này ha. Mình lên tiếp mã G34. Một cây mỏ lết. Cái này của Sankey ha. 3 tấc 300 mm. Cái này tình trạng nó cũng cũ nha anh em cô chú. Em cô chú mua mấy cái cây cũ cũ này coi kỹ giùm mình ha. Nhiều khi mình mua nó thì mình phải châm chế chút đỉnh mới được. Chứ hàng bãi mà nó đâu có mua vài cái mới hoài, chắc ngày mua không được món luôn anh em. 3-4 ngày chắc được vài món. Sao bán. Cũ thì bán cũ thôi. Chứ bây giờ nó không có mới thì sao giờ anh em. Cái ngàm của nó là 7 phân. Ngàm của nó mở hết là 7 phân nha anh em. Ha.
Cái này đẩy cơ cấu này nó xài hay đẩy lẹ được. Dân đồ còn ngon lành. Cái này thấy gì chứ cũng còn được. Rồi cái này là mã là G34, mình bán là 300. Lên mã G35. Một cây mỏ lết size 10 inch ha. Mà in là tương đương 2,5 tấc, nhưng mà đo là tương đương nó không tới 2,5 tấc ha nè. Nè, gần 25. Ha. 24 5. Cái này cũ nha anh em cô chú. Cái này mình vệ sinh sơ sơ thôi ha. Mình không có đủ thời gian để vệ sinh nó kỹ được. Cái này của Mỹ nha. Ít ít ha. Cái này răng nè, nó còn dính xi măng dính là về tùm lum, mình chưa vệ sinh nó ra hết được anh em cô chú. Nó răng ở đây nó cũng cũng có dính xi măng nè, ở đây là nó có mẻ ở đây một miếng anh em. Nó cấn cái gì nữa mày á. Đó. Này cô chú nhìn kỹ giùm mình ha. Đó. Mẻ thì mình bán giá mẻ thôi. Chứ đâu phải mình bán cho anh em cô chú cây mẻ mà mình bán giá không mẻ được, đúng không? Mẻ thì bán giá mẻ đó, mẻ đây nhưng mà vẫn còn xài được. Cái này mở hết coi ngàm nó được nhiêu nè. Để nhiều khi cho anh em biết ta biết ta xài. Cái này anh em nhà xài lặt giặt đồ mua chơi 5 phân, trên 5 phân anh em. Nhà mở hết là hơn 5 phân ha. Mở được ống 42. Rồi cái này mình bán là 200 ha. Cái này cũ nha anh em cô chú. Và có bị mẻ trên đây ha, mình nói rất là kỹ anh em cô chú. Nghe cho kỹ ha, giùm mình ha và xem kỹ rồi hãy chốt nha anh em cô chú. Rồi, cái này là mình bán 200 mã G35. Mình lên tiếp mã G36. Cũng là một cây mỏ lết. Dít dít của Mỹ luôn, cái này size lớn, lớn hơn cây kia nha nè. Cái này là size 14. Size 14 để coi cái ngàm nó được nhiêu. Size 14 cái ngàm nó được 75, 7,5 phân. Là mở hết vậy luôn anh em. Mình mở gì nó sẽ yếu cái cây của mình ha. Đó, phải dày là ngon nè, dày nó gá vô cái cây này là ngon nè, đó. Cái này là cái tem ta dán nó chóc chóc vậy. Cũ thường thường nó cũng phải cấn cấn chút đỉnh nha anh em cô chú nè ha. Hàng bãi là nó phải vậy nha anh em. Mấy cái này thường thường mình cũng có vệ sinh sơ thôi ha. Rồi, cái này mình bán là 540 nha anh em cô chú. 540 mã G36, cây mỏ lết size 14 inch của Mỹ. Mình lên tiếp mã G37 là một cây mỏ lết của Hit. Cái này nhôm nha anh em, nhẹ hiều. Cái này nhẹ. Cái này có 550 gram thôi. Nhưng mà cái này nhôm anh em nào về đánh mấy cái này ra là nó đẹp nha anh em cô chú. Mình không có thời gian, có thời gian là mình cũng vệ sinh cái này cho nó đẹp.
thì mình cũng vệ sinh chưa kỹ ha nè. Đó. Thấy gì chứ không có đủ thời gian á nè. Tại có mình sáng là đi đi mua chừng ngày mua được chừng vài món đồ mà, chứ đâu có nhiều. Có bữa mua không có nữa. Sáng đi mua mua cái chiều về vệ sinh. Vệ sinh rồi sáng đi mua chiều vệ sinh. Mấy bữa mình quay clip vậy là mình phải dậy sớm anh em. Dậy sớm mình quay rồi đến chút mình còn đi bãi nữa. Xong rồi về sức pha sức đồ ra nó rất là mất thời gian. Nhiều khi tao không biết tao nghĩ bán cái này đúng là sướng không có đâu nè, rất là mất thời gian. Mình mỗi lần quay mất thời gian rồi sức cái file ra nó cũng lâu. Rồi khi sức ra gần xong nó báo lỗi nữa chứ. Trời ơi, tức một cái chưa từng có. Rồi cái này là mình bán là 350 ha. Cái mỗi lớp nhôm của Hit. Tình trạng nó cũng cũ nha anh em cô chú, nhưng mà cái này còn xài được. Cái này còn ngon á ha. Em nào thích nhẹ nhẹ thì mua thằng này 350. Size là 3 tấc ha. Nó để là 300 mm nè. Cái này nhẹ, không có nặng. Mã của nó là G37. Mình lên tiếp mã G38 ha. Cái này để cho anh em cũ cũ soạn ra bán rẻ cho anh em xài. Bữa bán cây rồi anh thấy anh em cô chú cũng gọi nhiều. Mấy cái này bán là có lời lớn gì đâu, mà cũ rồi thôi soạn ra thôi. Cái này gần 1 ký. Gần 1 ký nè, 950 gram. Phải không? Đúng rồi. Gần 1 ký. Cái này còn thấy vậy đó chứ còn ngon đó. Khi nó cũ cũ vậy thôi. Cái màu ngoài đó, cái này sắt mà có gì đâu hư. Mấy cây cũ này về hay đập vô tư luôn, dục đùng đùng luôn, không có sự, không có giữ. Mình mới khi mình còn giữ nó này thôi, xài quăng thôi vô tư. Rồi cái này cũ nha anh em. Tohokiko nó ghi chữ này mình không hiểu. Hết mấy cái hết này xài ngon lắm anh thấy vậy ha. Rồi cái này giá 170, hữu nghị cho anh em xài gia đình ha. 170 size là 3 tấc. Cái đó không bao ship nha anh em. 170 bao ship nó lỗ giá đó là đuối lắm rồi đó. Rồi mình lên 39. Một cây Eto. Cái này Eto nhỏ ha. Ngàm 38. Ngàm 3/8 nha anh em. Ngàm 3/8 ha. Mấy cây này chứ ngon. Xài mình nhỏ nhỏ mua mấy cái này về xài ngon, kẹp bàn nè, vô tư. Cái này ngàm còn đẹp ghê, khích dịch. Cái này vệ sinh kỹ nữa là đẹp. Ui, không có quay vô đâu, mất thời gian quá. Rồi cái này mình bán là 380 nha anh em cô chú. 380 ngàn ha. Mã là G39. Mình lên tiếp mã G40 cũng là một cây Eto. Cái này thì ngàm lớn hơn. 76. 75 mà, mình đo sao thấy đây đóng số 75 mà. Cái này độ mở ngàm không được rộng thôi. Sao tới đây nó muốn đụng tới sắt rồi. 45. Mở ra cũng được có 4/5 thôi nha anh em. Mở cái gì nè. Ha, cái này ngàm mở ra hơi ngắn. Cái này người ta làm 4 cái lỗ nè. Mới để xài gì. Này chắc mình nghĩ để bắt cái gì vô ha. Bắt miếng gỗ miếng gì vô đấy người ta xài cái gì mềm mềm. Mình nghĩ vậy không biết phải không ha.
bốn cái lỗ, hay là dặn cái răng vô gì mình cũng không hiểu. Này của Lucky. Rồi cái này mình bán giá là 520 nha anh em cô chú, mã là G40, 520 ngàn, chuyển khoản trước mình bao ship ha. Rồi mình lên tiếp mã G41. Một cây cưa ha. Cái cưa gỗ mini của Nati nha anh em. ZT502 ha. 110 40 mm. Nó gì vậy đó. Cái này găng thì nó, cái lưỡi thì nó không có mẻ cái nào mà nó cũ nha nè. Nhưng mà cái này mình nghĩ cũng còn cắt được, mình chưa có thử. Cái này mình cũng cũng lụm về vệ sinh sơ sơ thôi nha anh em cô chú. Đây nó có cây để mở thay lưỡi hay gì nè ha. Cái nó cũ nha anh em ha. Tình trạng nó cũ. Rồi cái này mình, cái này nó có mở cái này. Kéo lên kéo xuống cái này ha. Kéo xuống rồi cái lưng kéo xuống chứ mình thấy không có nghiêng hay sao, mình cũng không rõ này ha. Rồi cái này mình bán giá là 460 nha anh em cô chú, 460 ngàn. Thân máy mình test thử cho anh em cô chú nó chạy vậy thôi. Cái pin này là cái pin thử máy của mình nha. Bán cho anh em cái này nè, với một cái vỏ pin. Vậy anh em cô chú đóng pin lại xài thôi. Trăm sáu đó, cái vỏ pin này ha. Vậy đóng pin lại xài. Vỏ pin này vỏ pin cao rất là dễ đóng pin nha anh em cô chú. Nó cũ cũ vậy thôi chứ về chùi rửa lên nó cũng đẹp ha. Rồi cái này là mã G41. Mình bán 460 ha. Thân máy với cái vỏ pin, vỏ pin này là về đóng lại mới xài ha. Còn cục pin kia nãy là mình thử máy cho anh em. Mình lên tiếp mã G42. Một cây khoan đó, cái này mình thấy còn đẹp. Có cái này mình mua nó còn trong cái hộp luôn, mà cái hộp mình dục ở đâu mất tiêu mình cũng không biết. Mình bán vậy luôn ha. Cái này còn đẹp nha anh em chú. Mạnh quá. Nên nó mượt 21 cấp số ha. Đó. Cái này có lớn nhỏ thôi. Cái này mình thấy nó không có búa. Không có đóng, nhưng mà cái này khoan bê tông vẫn được, mình có khoan thử rồi anh em. Xài gia đình là ngon lành nha anh em, thấy vậy á đừng chê. Xài gia đình mình xài khi lâu lâu mình phan vài mũi rồi là ngon.
Rồi cái này là cái nắp này là mình bán là 450 nha anh em cô chú. Để mình tìm cái cục pin nào mình gắn vô cho nó, cái vỏ pin nào quá. Đây, vỏ pin này của nó ha. Thôi bây giờ để cái vỏ pin này cho nó đẹp đi. Vỏ pin này đi anh em ơi. Có vỏ pin này đẹp nè, nó có đèn ha. Rồi, gắn cho anh em cô chú cái máy này là cái vỏ pin này ha. Nhớ nghe anh em cô chú. Đó, cái vỏ này cũng đẹp. Nó dày nè. Mình tính để cái này để dành mình xài gì cái này lùm lụm ít gặp hơn. Ha, rồi cái vỏ pin này với cái máy này tình trạng còn khá đẹp nha. Là 450. 450 nha anh em cô chú. Mã của nó là G42. Phải không ta? 41 G42. Mình lên tiếp mã G43. Cái này ghi 42 là sai rồi. Còn cái cờ lê này bán luôn anh em, để đi hoài không xài ha. Cái cờ lê xích này để mình đo chiều dài nó nha. Chiều dài là 41. Cái này cũng gọn. Coi này nó nặng nha. Nặng đúng 1 kg luôn. Cái này nặng đúng 1 kg luôn. Nó có đóng chữ nhật vậy đó. Mắt in ra băng ha. Ủa? Này đóng kỳ ra. Trên đây thì đóng chữ xuôi, dưới đây thì đóng ngược, đóng ngược trở lại. Kỳ vậy. Nè. Ngủ ha. Cái này cờ lê xích nha anh em cô chú. Cái này mình thấy cộng dây sên nó cũng có đóng chữ, đóng số vậy mà mình chưa vệ sinh ra ha. Nên mình đăng lên bán cái này cứ để hoài, cái này mua lâu lắm rồi nè, mà không có đăng. Để mình đôi cộng dây xích này nó dài nhiêu ha. Cộng dây xích này nó dài là 58, 57, 58 ha. Cộng dây xích này. Rồi cái này là mình bán mã là G43 nha anh em cô chú. Mình bán là 450. 450 ha. Chuyển khoản mình bao ship ha. Cờ lê xích. Mình còn cái này nó bự nè, mình đăng lên mình bán luôn. Thử rồi. Khi mình đăng cây nhỏ anh em hỏi cây bự cái không có ha. Rồi một cây mỏ lết size là 6 tấc 600mm của Lotte nè. Cái này nặng. Mấy cái này mua cho có đủ size rồi chứ mấy cây lớn này sẽ bán chậm quá anh em chú. Từ khi người ta bán cây lớn cho mình giá nó cũng cao thế bà luôn, mà về mình bán không có được gì hết trơn. Bán khó bán vô cùng. Cái này nặng trên 3 kg. 3 kg 1. 3 kg 1. Người ta bán cho mình mấy cây này giá chát còn hơn quỷ nữa. Mua về để nằm trình hình và chôn vốn chết luôn. Mình khi mình bán mình không có mua thì không lẽ bán cây nhỏ nhỏ hoài sao được anh em. Kệ đăng lên ha. Nên là coi được công việc thì chốt. Cây này thì tình trạng còn xài ngon nha anh em. Nó cũ thôi. Mấy cây sai này. Đây là 6 tấc.
Sáu tấc này để mình coi mình đo ngàm nó nhiêu nha. Đo ngàm nè, kéo tới đây ha. Nặng quá rồi, bỏ xuống đi. Ngàm là 90, 9 phân nha anh em cô chú. Ha. Ngàm 9 phân. Cái này mình mua cũng lâu rồi. Cái này nó có hơi gộp gộp nha anh em nè. Ha. Mấy này thì sắt nó gộp nó tới sắt thôi chứ có sao đâu ha. Cũ, hàng bãi mà. Bãi thì nó như vậy thôi. Mấy cái này mới mua mất tiền à. Rồi, cái này mình bán là 520 nha anh em cô chú. Mã G44 cây mỏ lết văn của Lotter, size là 600 mm, 6 tấc ha. Đó. Rồi cái mã G44 là cũng là cái mã cuối cùng của clip hôm nay ha. Mình chân thành cảm ơn anh em cô chú đã dành thời gian xem clip của mình. Hẹn anh em cô chú vào một cái clip sau. Rồi bye bye anh em cô chú.